trên Henry, bóng được kick ra đến Gustav, một bộ extra pass dành cho Nguyễn Đường Quang Anh. Jeffrey Stapp sau clock còn khoảng 7 giây. Tình huống fadeaway và có 2 điểm dành cho Stapp. Vậy thì đội bóng của ông đang có một sự khởi đầu khá mượt mà trong trận đấu này. Shane Henry quá khó dành cho hàng phòng ngự của Thăng Long Warriors rồi. Đây chính là điều cầu thủ ở Buffalo cần, họ công thẳng vào rổ như thế này. Và với sự hiện của Phú Hoàng thì có lẽ Stapp sẽ có nhiều cơ hội để ghi điểm hơn. Vừa rồi là một pha xâm nhập rất bất ngờ của Tiến Dương. Vì vậy thì họ có giữ được đội tài như vậy trong xuyên suốt cả 4 hiệp hay không, chúng ta cùng chờ xem. Và đó là một cú hình ảnh rất khác lạ của Shane Henry. Đã đi hơi yếu rồi, Lê Hiếu Thành cầu thủ mới được tung vào sân. Và vừa rồi là một cường chuyên hai của Hiếu Thành dành cho cú đập đuôi của Shane Henry. Và back to back block dành cho Shane Henry. Và món quà một lần nữa dành tặng cho Lê Hiếu Thành. Vâng, và đây rồi, tôi nghĩ rằng đây chắc chắn sẽ là tình huống double block đẹp nhất của VB 2022 năm nay. Tôi không nghĩ là Lê Thành lại non nớt đến như vậy trong cả hai tình huống vừa rồi, Thương Linh. Buffalo đang mất rất nhiều đường truyền ở khu vực 3 điểm. Hiếu Hắc gần như là một tình huống ném cố của Hiếu Hắc. Chúng ta cũng trở lại trong hướng này. Huy Hoàng rất chững chạc. Và đó là một pha lên rổ của Huy Hoàng mang 12 điểm dành cho đội Buffalo. Không có tình huống bay con cho Phú Hoàng. Tâm Đình lại là Phú Hoàng chặn lại người Nguyễn Văn Hùng. Scenery thì là quá khó dành cho Nguyễn Văn Hùng rồi. Lại là một pha block của Scenery. Có lẽ là Scenery cũng chỉ đợi Phú Hoàng bị vượt qua để thực hiện cú block của mình. Một tình huống bật nhảy thực sự đáng sợ đến từ cầu thủ số 8, nhỏ đến từ vị trí của Phú Hoàng. Shane Henry, một tình huống đeo bám khá rát của Justin vẫn cứ đi vào trong của Phú Hoàng. Và đó là một pha phối hợp rất bài bản và rất tốt của Hàn Buffalo. Vị trí số 4, một tình huống tốt của Tâm Bình, đối chuyền cho Minh Hiếu, rất đơn giản cho Minh Hiếu rồi. Điểm số thứ 7 dành cho Minh Hiếu trong trận đấu ngày hôm nay, khá bế tắc ở mặt ghi điểm. Tay tay ném của họ đang không tốt và họ vẫn đang tận dụng khả năng đánh rổ như thế này của Shane Henry. 2 điểm và N1 dành cho cầu thủ Mao số 8. Với cảm giác của Quang Anh, nhìn các cầu thủ Hoàng Đức Flo đang làm chủ được rất tốt những tình huống như là tấn công. Và lại là 5-1 dành cho Shane Henry. Một tình huống ném nhanh của Jeffrey Stapp. Khoảng cách vẫn là 9 điểm dành cho Thăng Long Warriors. Tâm Đình đã có một tình huống wide open dành cho Tâm Đình. Thứ 5 của Tâm Đình có thể hy vọng đó là một sự giải tỏa. Tiếp theo là tình huống block tuyệt vời của Shane Henry trong một tình huống đuổi theo Coleman. Rất đáng tiếc là một chút là bập đã khiến cho Stapp không thể tận dụng được pha fast break của mình. Shane Henry, đường truyền của Shane Henry và công việc của Tâm Đình là quá đơn giản. Jayton không có một đường truyền nào. Và lại là một tình huống được tính là block dành cho Shane Henry. 2-1 Tiến Dương, quá dễ dàng dành cho Tiến Dương để có điểm số tiếp theo trong trận đấu ngày hôm nay. Người block là Jeffrey Stapp, và anh vẫn thực hiện một cú ném. Lần này thì có vẻ như vấn đề thể lực đã ảnh hưởng rất nhiều rồi. Tiến Dương, cú ném xa của Tiến Dương. Và sau đó là một tình huống putback của Shane Henry. Jeffrey Stapp spin move và kick ra cho Tâm Đình. Đã có pha 3 điểm thứ 2 của Đinh Minh Tâm, được trả lại cho Jeffrey Stapp. Stapp vừa nhìn đồng hồ, liệu rằng sẽ có một tình huống chưa hoàn hay không. Đó là một cú ném ngay của Jeffrey Stapp. Hiếu Thành để turnover. Hiếu Thành đang có bóng rất nhiều. Tâm Đình cú đáp trả của Jeffrey Stapp cho tôi là một cú ném khá khó khi Clayton phải xoay người và thậm chí gặp tác động. Stapp